Rồi, người xin chào tất cả cô chú anh chị. Chúc cả nhà mình một buổi trưa tràn đầy năng lượng. Yes. Ok. Ngày hôm nay thì người sẽ chia sẻ cái livestream ngày số 7. Ngày số 7 trong chuỗi hành trình 30 ngày ứng dụng sức mạnh kiến thức. Ngày hôm qua thì người cũng đã chia sẻ cái bí kíp mà bao nhiêu số anh chị ở đây anh chị đã ứng dụng nó trong từ trưa ngày hôm qua tới bây giờ rồi ạ. Rồi, những cái bí kíp nó rất là thực tế anh chị nhé. Những cái bí kíp rất là thực tế, chúng ta quan trọng là chúng ta cần phải học nhưng chúng ta cần phải ứng dụng thì nó mới tạo ra được kết quả, đúng không ạ? Còn thì đó là những cái kinh nghiệm thực tế mà Nguyệt đã ứng dụng. Thì trong ngày hôm nay Nguyệt cũng sẽ chia sẻ tiếp tục cho anh chị một cái bí kíp thực tế nữa mà có thể giúp cho các anh chị là đạt được tất cả những cái mục tiêu trong ngày đặt ra. Và khi chúng ta đạt được mục tiêu ngày thì chúng ta mới đạt được mục tiêu tháng, đúng không ạ? Khi đạt được mục tiêu từng ngày một thì chúng ta mới đạt được mục tiêu tuần, khi đạt được mục tiêu từng tuần một chúng ta mới đạt được mục tiêu tháng, và khi đạt được mục tiêu tháng thì chúng ta mới đạt được mục tiêu 6 tháng, và khi đạt được mục tiêu 6 tháng thì chúng ta mới đạt được mục tiêu 1 năm, đúng không anh chị? Đó, và chúng ta sẽ đợi một chút để những anh chị chưa tham gia, để những anh chị mà còn chưa vào thì chúng ta cùng được đón nhận cái kiến thức ngày hôm nay, đúng không ạ? Một cái kiến thức vô cùng là quan trọng mà các anh chị ứng dụng anh chị sẽ thấy được cái kết quả vi diệu xảy ra ngay trong ngày. Bao nhiêu trong số các anh chị hào hứng với cái kiến thức ngày hôm nay mình chia sẻ ạ? Cái bí kíp mà giúp cho các anh chị đạt được tất cả những cái mục tiêu trong ngành đặt ra và trong nhóm học tập của Nguyệt, và những cái anh chị thành viên trong câu lạc bộ thì đã ứng dụng và rất nhiều cái kết quả vi diệu xảy ra đó, và các anh chị đã chỉ có thốt lên một câu wow, quá là vi diệu, vậy mà từ trước đến giờ mình không có biết cái kiến thức này đó. Nên là lát nữa mình sẽ chia sẻ cho các anh chị cái bí kíp mà mỗi một ngày thì Nguyệt cùng với những anh chị trong nhóm học tập của mình đều thực hiện cái bí kíp này, đều cùng với những cái anh chị trong nhóm học tập của mình hàng ngày thực hành cái quy trình này, cái thói quen này, rất là tuyệt vời các anh chị, ngày nào cũng có thành công, nên là các anh chị rất là hào hứng, rất là thích được được thực hành những thói quen, vui lắm các anh chị, và ngày nào cũng có rất 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 nhiều thành công. Bao nhiêu trong số các anh chị thấy là mình cũng rất thích thành công ạ? Vậy thì hãy nắm vững, hãy ghi chép lại tất cả những cái bí kíp mà mình chia sẻ, và chúng ta cái chìa khóa ở đây là chúng ta hãy ứng dụng nó mỗi ngày. Anh chị học được cái gì thì chúng ta sẽ ứng dụng luôn và ngay cái đó, được không anh chị? Rồi, ok, rất là tuyệt vời. Thì ngày hôm qua thì chúng ta đã đi đi qua những cái bí kíp, đúng không ạ? Bao nhiêu trong số các anh chị ngày hôm qua sau khi mà học được cái bí kíp mà những cái bí kíp mà người chia sẻ thì anh chị đã thực hiện nó rồi ạ? Anh chị thực hiện rồi, anh chị nào thực hiện rồi anh chị comment số 1 cho người thấy nhá. Anh chị nào chưa thực hiện anh chị comment chưa. Và các anh chị ơi, chúng ta buổi trưa này chúng ta hãy khi chúng ta học tập thì hãy để bên cạnh mình một cái ly nước hoặc là ly trà để cho chúng ta tỉnh táo anh chị nhé. Nước thì rất là quan trọng, nó giúp cho cơ thể chúng ta, đúng không ạ? Cơ thể chúng ta 70% là nước, nên là hãy cung cấp nước cho cơ thể mỗi ngày anh chị nhá. Rồi, vậy thì ngày hôm qua bao nhiêu số các anh chị đã thực hiện thực hành lòng biết ơn ạ? À? Các anh chị đã biết cách thực hành lòng biết ơn chưa ạ? Và nếu như anh chị mà chưa có biết cái cách thực hành lòng biết ơn như thế nào thì anh chị có thể là nhắn qua cho Nguyệt, Nguyệt hỗ trợ cho anh chị, hoặc là có thể là join vào nhóm học tập cùng với Nguyệt. Thì mỗi một ngày Nguyệt cùng với nhóm học tập của mình đều có 2 cái buổi, buổi sáng và buổi tối trước khi đi ngủ.
thực hành lòng biết ơn thì các anh chị sẽ được hướng dẫn rất là cụ thể, được hướng dẫn rất là cụ thể cái cách thức thực hành như thế nào. Hoặc là người cũng có cái bộ video 28 ngày thực hành lòng biết ơn thì anh chị có thể là nếu như muốn hiểu sâu hiểu rõ hơn thì anh chị có thể là nhắn tin cho người gửi tặng cho anh chị. Ok. Vậy thì cái kiến thức ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ cho anh chị một cái bí kíp, đó là cái bí kíp này giúp cho các anh chị hoàn thành mục tiêu ngày, hoàn thành một cách xuất sắc tất cả những cái mục tiêu ngày. Đó là cái bí kíp anh chị có thể ghi xuống nhé. Đặt hàng vũ trụ anh chị. Các anh chị mới nghe cái câu cái ngôn từ này có thể là thấy nó hơi lạ đúng không ạ? Nhưng không sao cả. Nó là cái kiến thức mới đúng không ạ? Nên là các anh chị muốn có được những cái mình mong muốn hàng ngày trong ngày thì anh chị có thể cho phép mình một lần tin và ứng dụng thử xem sao đúng không ạ? Và thấy thấy được là cái kết quả nó như thế nào thì mình cứ đón nhận được không anh chị? Đó thì cái bí kíp mà đặt hàng vũ trụ thì đó là một cái cách mà mình ra đưa ra cái yêu cầu cho tiềm thức của mình trước khi mình đi ngủ các anh chị. Trước khi đi ngủ thì các anh chị đưa ra cái yêu cầu cho tiềm thức của mình biết là mình mong muốn những cái điều đó, và trong cái giấc ngủ của mình thì tiềm thức thì nó không có ngừng nghỉ cái lúc nào anh chị, nó 24 trên 24, và trong cái lúc mà mình ngủ có nghĩa là ý thức ngủ thì nó sẽ đi kết nối cái nguồn lực để giúp cho chúng ta đạt được cái điều chúng ta muốn nếu như trước khi đi ngủ chúng ta ra yêu cầu. Được không ạ? Nếu như trước khi đi ngủ chúng ta đưa ra cái yêu cầu những cái điều mình mong muốn xảy ra vào ngày mai, lên cho mình một cái kế hoạch và hoàn thành nó ở bên trong tâm trí của mình. Đúng không ạ? Cái hình ảnh mình đã hoàn thành nó rồi thì tiềm thức có được cái hình ảnh đó thì tiềm thức sẽ đi thu hút nguồn lực cho mình để giúp cho mình đạt được những cái điều đó. Vậy thì cái quy trình nó thực hiện như thế nào? Thì mỗi buổi tối trước khi đi ngủ, các anh chị hãy làm các bước sau đây để huấn luyện bản thân mình, huấn luyện tiềm thức của mình có những cái thói quen của những người thành công, có những cái thói quen được biết những cái điều mình muốn xảy ra vào ngày mai, có nghĩa là vạch ra cho mình một cái kế hoạch rõ ràng vào ngày mai. Được chưa? Vạch ra cho mình một kế hoạch rõ ràng vào ngày mai. Lấy ví dụ các anh chị đã có được cái mục tiêu tháng đúng không ạ? Theo cái công thức SMART goal, bao nhiêu trong số các anh chị đã có được cái mục tiêu trong tháng 1 này rồi ạ? Cái hôm trước mình cũng đã hướng dẫn cái công thức SMART goal, cái cách thiết lập mục tiêu 30 ngày theo cái công thức đó. Thì anh chị nếu như anh chị nào có được cái mục tiêu rồi tuyệt vời đúng không ạ? Còn anh chị nào mà chưa có được cái mục tiêu theo đúng công thức thì hãy inbox cho Nguyệt, Nguyệt sẽ hướng dẫn hoặc là gửi video hướng dẫn cho các anh chị. Thì các anh chị có được cái mục tiêu là cái đầu tiên đúng không ạ? Chúng ta phải có được cái mục tiêu tháng, sau đó từ cái mục tiêu tiêu tháng anh chị sẽ chia nhỏ nó ra mục tiêu tuần, và từ cái mục tiêu tuần chúng ta sẽ chia nhỏ ra mục tiêu ngày, và chúng ta sẽ biết được là hàng ngày mình có những cái mục tiêu này vậy thì mình phải làm cái việc gì, phải có cái kế hoạch rõ ràng cụ thể đúng không ạ? Khi mình có được cái kế hoạch rõ ràng cụ thể cho từng ngày một, vậy thì ngày tối trước khi đi ngủ thì mình đã biết được cái ngày mai mình làm gì rồi, cái ngày mai mình có cái mục tiêu gì, và để có được cái mục tiêu này thì mình phải làm những công việc gì, là mình đã viết ra các anh chị, viết ra những cái kế hoạch. Và đối với cái phương pháp đặt hàng vũ trụ á, thì chúng ta sẽ viết ra cái kết quả cuối cùng mình muốn sống như thể đạt được rồi đúng không ạ? Sống như thể đạt được rồi, giống như thể là nó đã hoàn thành trước, những cái việc đó đã được hoàn thành trước ở bên trong tâm trí của mình rồi. Anh chị hình dung không ạ? Anh chị hình dung khúc này không ạ? Ok. Và trong nhóm học tập của Nguyệt tại môi trường câu lạc bộ trạng thái hóa vàng thì mỗi buổi tối những anh chị em trong nhóm học tập thì sau khi trước khi đi ngủ thì đều thực hành cái quy trình này, gọi là quy trình đặt hàng vũ trụ anh chị. Đặt hàng vũ trụ, vậy thì đầu tiên là mình làm gì ạ? Trong cái quy trình này đầu tiên mình làm gì?
Đầu tiên là ghi nhận thành công, thực hiện cái thói quen ghi nhận thành công. Cuối ngày chúng ta ngồi chúng ta tổng kết lại ngày hôm đó chúng ta đạt được những cái điều gì rồi. Ghi nhận những cái thành công. Đúng không ạ? Ghi nhận từ những thành công nhỏ nhất, tập trung cái gì cái đó mở rộng. Cái này Huyền đã nói ở những cái video trước rồi. Tập trung cái gì cái đó mở rộng. Tập trung vào những cái thành công thì thành công mở rộng. Và ghi nhận từ những cái thành công nhỏ nhất. Đó, một ngày là cái quy trình đặt hàng vũ trụ đầu tiên là mình sẽ làm cái bước này, cái thói quen này. Được chưa ạ? Và trong cái quy trình mà trong cái bước mà ghi nhận thành công thì anh chị có thể là kiểm đếm cái số dư trong cái lọ lọ quỹ tự do tài chính nhé. Các anh chị ghi ra tôi có cái số dư trong quỹ tự do tài chính là bao nhiêu, ghi nhận những thành công về tiền này, rồi ngày hôm nay anh chị có tiền về bao nhiêu, đúng không ạ, lợi nhuận mang lại là bao nhiêu, hoặc là anh chị có những thành công gì rồi. Ví dụ như anh chị dậy sớm, tham gia Zoom, học tập, học được nhiều kiến thức hay chẳng hạn, thì đó là thành công rồi. Hoặc là ngày hôm nay anh chị tập thể dục này, đúng không ạ, là thành công rồi. Hoặc là ngày hôm nay anh chị đọc được một chương sách, thì đó là thành công rồi. Anh chị học cách ghi nhận thành công nhỏ như vậy. Hoặc là chỉ cần anh chị vui vẻ cả ngày thôi, đúng không ạ, có năng lượng tích cực cả ngày, đó là thành công rồi các anh chị, đúng không ạ. Ghi nhận tất cả những cái thành công. Hoặc là những anh chị nào bán hàng thì bán được bao nhiêu đơn hàng, đúng không ạ, có được lợi nhuận bao nhiêu đó. Hoặc là ngay như cái việc là gia đình vui vẻ hạnh phúc yêu thương thì đó cũng là thành công rồi các anh chị có thể tập trung vào thành công. Đó là cái bước đầu tiên trong quy trình đặt hàng vũ trụ, đúng không ạ. Tổng kết ghi nhận lại những cái thành công và đó cũng là cái thói quen của mình thành công đó. Và bao nhiêu trong số các anh chị mong muốn là mình kỷ luật được với những cái thói quen này, thì chúng ta cần, nếu như các anh chị muốn kỷ luật được thì chúng ta cần có một môi trường, cần có một môi trường. Và đó là lý do vì sao mà môi trường câu lạc bộ Trạng Thái Hóa Vàng cứ mỗi buổi tối trước khi đi ngủ tầm 10 giờ, hơn 10 giờ là bắt đầu là sau khi kết thúc cái buổi Zoom chia sẻ buổi tối là sẽ tiếp tục thực hiện cái quy trình cuối ngày, đó là quy trình đặt hàng vũ trụ. Ok, mình xin chào chị Thu Hà. Cảm ơn chị đã dành thời gian theo dõi livestream của Nguyệt ngày hôm nay. Chúng ta hãy cùng nhau gieo nhân tốt và gặt một bầu trời quả ngọt. Ngày hôm nay thì Nguyệt đang chia sẻ cái bí kíp để giúp cho chúng ta ứng dụng sức mạnh tiềm thức, giúp chúng ta đạt mọi mục tiêu trong ngày. Và chị Thu Hà thì cũng đã là cái người mà ứng dụng rất là thành công, đúng không ạ? Ok. Đấy là cái bước đầu tiên các anh chị, bước đầu tiên trong quy trình đặt hàng vũ trụ là mình huấn luyện cái thói quen ghi nhận thành công. Đó. Một cái quy trình đặt hàng vũ trụ là huấn luyện những cái thói quen mà những cái buổi trước Nguyệt đã chia sẻ rồi, đúng không ạ? Đó. Thì anh chị nào mà chưa có được cái môi trường, chúng ta chưa có được cái sự kỷ luật cho mình thì anh chị hãy join vào nhóm học tập cùng với Nguyệt để cùng cùng với Nguyệt và đội nhóm thực hành cái thói quen này anh chị nhé. Đó. Và cái phần thứ hai là sau khi mà ghi nhận những cái thành công xong rồi, ăn mừng thành công xong rồi, đúng không ạ, ăn mừng thành công cộng hưởng cái trường năng lượng của tất cả những anh chị trong Zoom ạ, thì tiếp tục là thực hiện cái thực hành lòng biết ơn. Đó, ngày hôm qua mình đã chia sẻ rất là rõ, đúng không ạ. Và trong cái quy trình đặt hàng vũ trụ này, cái lúc mà chúng ta thực hành lòng biết ơn, nếu như anh chị nào mới chúng ta chưa biết cách thực hành lòng biết ơn như nào thì cũng sẽ được hướng dẫn trong cái quy trình buổi tối này. Đó, nên là cái sức mạnh của cái việc là chúng ta có môi trường, sức mạnh của việc chúng ta có môi trường. Ok, mình xin chào chị Lê Minh Hằng. Cảm ơn chị đã dành thời gian theo dõi livestream của mình ngày hôm nay. Chúng ta hãy cùng nhau gieo nhân tốt và gặt một bầu trời quả ngọt bằng cách là hãy tag tên những người bạn, những người thân, bạn bè của mình vào để có thể là đón nhận được cái giá trị này. Đây, ngày hôm nay mình chia sẻ cái livestream này với cái bí kíp, đó là cái bí kíp này sẽ giúp cho các anh chị đạt được những cái mục tiêu trong ngày. Đúng không ạ? Đạt được tất cả những cái mục tiêu trong ngày mà anh chị đưa ra. Rất là tuyệt vời, rất là vi diệu luôn các anh chị. Nếu như các anh chị ứng dụng một cách nghiêm chỉnh thì anh chị sẽ có thể là nhìn thấy thành công rất là vi diệu ngay trong ngày mai. Anh chị trưa ngày mai anh chị có thể là lên livestream cùng với Nguyệt, anh chị ăn mừng thành công. Được không ạ? Đó, thì đó là cái bước thứ hai, đó là chúng ta khi mà thực hành quy trình đặt hàng vũ trụ, cái bước thứ hai đó là
thực hành lòng biết ơn. Anh chị sẽ viết ra, chúng ta cùng nhau thực hành viết ra ít nhất là 10 điều biết ơn. Ít nhất là 10 điều biết ơn tất cả những gì mình đang có, biết ơn những cái mà mình nó đã xảy ra ngày hôm nay. Đúng không ạ? Biết ơn những cái mà nó đã xảy ra rồi đấy các anh chị. À, ngày hôm nay anh chị cảm thấy biết ơn cái điều gì và vì lý do gì? Thì chúng ta với cái cấu trúc câu như ngày hôm qua người đã hướng dẫn đúng không ạ? À, với cái cấu trúc câu đó là tôi vô cùng hạnh phúc và biết ơn cái điều gì đó vì lý do gì đó, đúng không ạ? Ví dụ như thế là ngày hôm nay tiền về với anh chị chẳng hạn, ngày hôm nay tiền về với anh chị là ví dụ như Nguyệt ngày hôm qua là Nguyệt có cái lợi nhuận tiền tiền đô về, các anh chị có cái lợi nhuận tiền đô về trong tài khoản của Nguyệt đó là 492 đô đó, thì Nguyệt biết biết ơn, biết ơn cái người mà đã giúp cho mình có được cái điều đó, đúng không ạ? Rồi biết ơn cái số tiền đó nó đã về với mình. À, cảm ơn, tôi vô cùng hạnh phúc và biết ơn cái số tiền là 492 đô đã về tài khoản của tôi. Đó, đã về với tài khoản của tôi. Bởi vì tôi xứng đáng, đúng không ạ? Bởi vì tôi đã giúp đỡ cho rất là nhiều người và trong đó có cả những cái người nước ngoài. À, thì cái nguồn đó nó về với tôi. Đúng không ạ? Hoặc là anh chị có thể viết ví dụ ngày hôm nay mà các anh chị làm cho anh chị việc gì đó thì chúng ta cũng biết ơn, đúng không ạ? Biết ơn vì vì chồng đã giúp cho tôi nấu ăn chẳng hạn. Hoặc là biết ơn con vì đã làm điều gì đó, vì đã như thế nào đó, đúng không ạ? Biết ơn con, thậm chí là chỉ cần con ngoan, đúng không ạ? Biết ơn con vì con đã rất là ngoan ngoãn, giúp cho mẹ có thể là yên tâm, hoặc là giúp cho mẹ có thể là tự hào về con, hoặc là giúp cho mẹ như nào đó. Được không anh chị? Với cái cấu trúc câu là tôi vô cùng hạnh phúc và biết ơn cái điều gì đó, vì lý do gì đó. Đó, đưa ra cái lý do để mình có cảm xúc, đúng không ạ? Và khi mà chúng ta có được cái năng lượng của tình yêu thương và lòng biết ơn, đó là cái năng lượng cao nhất giúp cho chúng ta thành công. Đó là cái năng lượng có cái tần số ngang bằng với những cái mục tiêu chúng ta đặt ra. Tuyệt vời không ạ? Đó, và anh chị thực hành đi, anh chị thấy được. Anh chị thực hành nhưng anh chị mới thấy được, đúng không ạ? Đó, nên là mà cái phương pháp mà sử dụng lòng biết ơn nó rất là vi diệu luôn các anh chị. Sử dụng lòng thực hành lòng biết ơn ấy, tất cả những cái vấn đề mà anh chị gặp phải trong cuộc sống, khi mà chúng ta biết thực hành lòng biết ơn thì nó được hóa giải một cách nhiệm màu. Ok, xin chào Hải Cơ nha, cảm ơn Hải Cơ đã dành thời gian theo dõi livestream của Việt ngày hôm nay. Đó, thì ngày hôm nay Việt đang chia sẻ cái bí kíp giúp cho tất cả những anh chị có thể, nếu như ứng dụng cái bí kíp này, có thể là đạt được tất cả những cái mục tiêu trong ngày mình đặt ra theo ý mình mong muốn. Đó, đặc biệt là những anh chị kinh doanh bán hàng nhé, những anh chị đặt hàng, anh chị thấy được ở trong nhóm học tập. Ok, em cảm ơn chị Thu Hà. Ở trong nhóm của học tập của Nguyệt ngày hôm qua vừa có một chị ăn mừng thành công cái quy trình đặt hàng vũ trụ này. Chị đấy là một người mà gọi là tổng đại lý đi phân phối hàng anh chị. Và trước đó thì không có nghĩa là bán hàng thì nó chưa dễ dàng và cái thu nhập nó chỉ rất là chưa thu nhập tầm 9-10 triệu thôi. Đó, nhưng mà từ khi mà vào học tập rèn luyện tại môi trường câu lạc bộ và thực hành cái quy trình lòng biết ơn, thực hành cái kiên trì kỷ luật, thực hành cái quy trình đặt hàng vũ trụ này, thì chị ý thấy có nghĩa là cái kết quả rất là vi diệu. Chồng về chở hết cái xe hàng này đến xe hàng khác anh chị, và thu nhập nó gia tăng rất là nhanh. Và chị đấy ngày hôm qua lên ăn mừng thành công mà rất là hào hứng anh chị, tuyệt vời lắm đó. Và bây giờ cả hai vợ chồng cùng đồng hành học tập luôn, rất là tuyệt vời đó. Thì cái việc mà cái bước thứ hai đó là thực hành lòng biết ơn. Và có trong nhóm học tập của Nguyệt cũng có rất là nhiều anh chị mà có nghĩa là khi anh chị gặp những cái vấn đề thì anh chị đã thực hành cái quy trình này và hóa giải cái vấn đề đó đúng như ý mình mong muốn. Đó, có nhiều những cái vụ việc mà giống như là tranh chấp cái tài sản lâu năm anh chị, tranh chấp đất đai lâu năm
mà có nghĩa là mối quan hệ nó đang chưa được ok, cứ phải đưa nhau ra tòa hoặc này nọ các thứ, nó rất là không ok. Nhưng mà bằng cái phương pháp này, thực hành lòng biết ơn, thì mọi cái kết quả nó diễn ra như ý họ muốn, hay không ạ? Nhưng anh chị phải ứng dụng anh chị mới thấy được nhá. Ứng dụng thì mới thấy được cái sự vi diệu, đúng ạ? Kết quả cuối cùng mình mong muốn là gì, mình cứ nói ra, viết ra cho tiềm thức biết. Tiềm thức sẽ biết tất cả những câu trả lời cho mọi câu hỏi, nhưng nó lại không biết là nó biết. Đó là cái khả năng phi thường bên trong mình anh chị. Nên là các anh chị hãy học cái cách để mà mình khai phá cái con người phi thường bên trong, đúng không ạ? Nó hay lắm. Mà bí kíp thì có hết ở trong cuốn sách Sức mạnh tiềm thức như ngày hôm đầu tiên người đã chỉ cho các anh chị ạ. Đó, thì đấy là cái bước số 2 trong quy trình đặt hàng vũ trụ. Và sau khi mà mình đã đặt hàng vũ trụ, sau sau khi mà mình đã thực hành lòng biết ơn, có được cái năng lượng vui vẻ hạnh phúc, có được cái tần số của sự dư giả đủ đầy rồi, đúng không ạ? Tình yêu thương lòng biết ơn anh chị, có được cái tần số của sự dư giả đủ đầy rồi, thì bắt đầu là chúng ta viết ra những cái điều mình mong muốn nó xảy ra bằng mai, có nghĩa là thiết kế cho mình một ngày mai trước khi nó xảy ra. Giống như mình nói là thiết lập mục tiêu ngày đấy anh chị. Buổi tối ngày hôm nay chúng ta sẽ thiết lập mục tiêu cho ngày mai và hoàn thành nó ở bên trong tâm trí của mình trước. Đó, đấy là cái bước số 3 trong cái quy trình đặt hàng vũ trụ. Đó là chúng ta hãy viết ra những cái điều mình mong muốn xảy ra vào ngày mai với cái cấu trúc câu là nó đã hoàn thành rồi. Với viết ra với cái kết quả cuối cùng mình muốn. Mình lấy ví dụ này cho các anh chị dễ hiểu, anh chị có thể ứng dụng ngay và luôn ngày hôm nay. Đúng không ạ? Đối với những anh chị mà kinh doanh bán hàng chẳng hạn. À, cái điều anh chị muốn là gì? Là khách hàng mua hàng, đúng không ạ? Khách hàng anh chị muốn là khách hàng đến với mình thật là đông, đúng không ạ? Hoặc là anh chị muốn là khách hàng mua những đơn hàng lớn với số lượng lớn, hay là anh chị muốn rằng là khách hàng mua nhanh trả tiền nhanh. Đấy, thì anh chị viết ra tất cả những đó, đúng không ạ? Ví dụ như mình cũng kinh doanh buôn bán, đúng không ạ? Và mình cũng viết ra là khách hàng tự động gõ cửa mua hàng. Đấy, anh chị nào thích khách hàng tự động gõ cửa mua hàng không ạ? Đó, rồi khách hàng đến với tôi đông đến nỗi mà tôi không phục vụ kịp, nghĩa là khách hàng đến mình họ rất là yêu thích sản phẩm dịch vụ của mình và rất là nhiều người họ phải xếp hàng dài chờ mình phục vụ. Đó, anh chị thích cái điều đó không ạ? Thì anh chị viết ra, đúng không ạ? Hoặc là khách hàng đến với tôi là những khách hàng VIP mua nhanh trả tiền nhanh, hoặc là mua đơn hàng với số lượng lớn với giá trị lớn và chuyển khoản cho tôi ngay trong một nốt nhạc. Đó, tại vì là người biết là các anh chị kinh doanh thì có rất là nhiều khách hàng là họ còn nợ đơn, đúng không ạ? Và bây giờ sắp đến Tết rồi cái vấn đề mà làm thế nào để thu hồi thu nhập, đó là một cái vấn đề đối với tất cả mọi những anh chị kinh doanh phải biết điều đó, đúng không ạ? Và anh chị hãy đặt hàng vũ trụ như vậy, anh chị thấy được cái sự vi diệu nó xảy ra, đúng không ạ? Hoặc là khách hàng đến với tôi là những người dễ thương, dễ mến, dễ tính đó. Hoặc là nếu như anh chị nào mà chúng ta không kinh doanh bán hàng, thì anh chị viết ra những cái gì anh chị muốn nó xảy ra vào ngày mai đối với công việc của anh chị, đúng không ạ? Ví dụ như anh chị làm văn phòng, anh chị phải đi đến cơ quan, thì anh chị đặt cái mục tiêu đó là tôi đi đường thông thoáng, an toàn, thuận lợi, đến cơ quan thì đúng giờ, mọi cái công việc ở cơ quan thì thuận buồm xuôi gió hoặc là thuận lợi, hoặc là tôi có cái năng lượng, tôi khỏe mạnh cả ngày, đúng không ạ? Năng lượng tuyệt vời, làm việc hiệu quả đó. Hoặc là bất kỳ cái gì anh chị muốn anh chị có thể viết ra, được chưa? Ví dụ như người cũng hay viết cái câu đó là tôi được nhận quà, được ăn uống miễn phí đó, hay là tôi có quý nhân phù trợ đó, những cái gì anh chị muốn anh chị viết ra, ok không anh chị ơi? Đã hiểu cái phần này chưa? Viết ra những cái điều mà mình mong muốn đạt được, hoặc là ví dụ như anh chị muốn bán được bao nhiêu đơn, có muốn có lợi nhuận bao nhiêu tiền, chia cái con số tiền cụ thể của cái mục tiêu 30 ngày ra anh chị nhá. Ví dụ mục tiêu của anh chị là mục tiêu 30 ngày của anh chị là 30 triệu chẳng hạn, thì anh chị chia ra nó thành từng ngày một, thì mỗi ngày là có lợi nhuận là 1 triệu. Thì anh chị đặt đặt hàng là tôi có lợi nhuận 1 triệu đồng về tài khoản gì gì đấy của tôi, được không anh chị? Và sau đó thì chúng ta sau khi mà viết ra những cái điều mình muốn nó xảy ra vào ngày mai rồi, hoặc là ví dụ như ngày mai anh chị dự định anh chị đi gặp một cái khách hàng nào đó để ký kết cái hợp đồng,
đúng không ạ, để ký kết cái hợp đồng thì anh chị có thể đặt hàng là cái khách hàng đó đã tin tưởng sử dụng sản phẩm dịch vụ của tôi, nghĩa là sống như thể đạt được rồi anh chị, được không ạ? Và sau đó này, sau khi mà các anh chị viết xong những cái điều mình mong muốn xảy ra vào ngày mai rồi thì anh chị phải vạch ra 5 cái đầu việc, ít nhất là 5 đầu việc mình cần làm để đạt được cái điều đó. Ví dụ như thế là muốn khách hàng tự động gõ cửa mua hàng, hay là muốn là có lợi nhuận là bao nhiêu tiền, hoặc là muốn khách hàng xếp hàng dài chờ tôi phục vụ, thì để đạt được những cái điều đó thì mình phải cần cần làm những việc gì, đúng không ạ? Mình phải lên cho mình kế hoạch là tôi gọi điện cho bao nhiêu người khách hàng, tôi gặp gỡ bao nhiêu khách hàng, mình phải có kế hoạch cụ thể thì mới có được đơn hàng, đúng không ạ? Chứ không cứ mình cứ ngồi yên không làm gì thì làm sao mà có được, đúng không anh chị? Hoặc là để mà có được cái lợi nhuận gấp đôi thì mình phải gia tăng tư duy. Vậy thì ngày hôm nay mình sẽ dậy sớm tham gia vào Zoom học tập chẳng hạn, hoặc là đọc một cái chương sách liên quan đến cái liên quan đến cái mà công việc, cái sản phẩm dịch vụ của mình, hoặc là nó giúp cho mình gia tăng tư duy chẳng hạn, đúng không ạ? Đấy, hoặc là vào Zoom, vào nhóm học tập, vào livestream để học tập những cái kiến thức mà những người thành công họ chia sẻ, được không anh chị? Thì nó mình phải có cái kế hoạch cho mình rõ ràng như vậy, mình phải có cái hành động cụ thể, chứ không có phải là cứ đặt ra xong ngồi yên đó, đúng không anh chị? Đó, phải có những cái việc mà những cái đầu việc cụ thể mà mình cần phải làm, thì tùy anh chị có từng cái công việc cụ thể khác nhau thì chúng ta sẽ có cái đặt hàng khác nhau, có cái việc khác nhau, đúng không ạ? Và nếu như anh chị nào mà chưa hiểu rõ, hoặc là anh chị muốn là được hướng dẫn trực tiếp vào cái công việc của các anh chị thì hãy inbox cho Nguyệt, Nguyệt sẽ hướng dẫn cho các anh chị cụ thể một một để các anh chị biết được là mình cần đặt hàng như thế nào. Tại vì đây là nó là cái công thức chung thì mỗi người có một cái mong muốn khác nhau, đúng không ạ? Nguyệt chia sẻ cái công thức chung để anh chị có thể ứng dụng, ok không ạ? Và sau đó này, khi mà viết ra như vậy rồi, biết được cái việc mình cần làm ngày mai là như thế nào rồi, bắt đầu đến cái bước tiếp theo đó là hình dung tưởng tượng anh chị. Bước này là bước cuối cùng, bước quan trọng này. Đưa những cái mục tiêu đó vào bên trong tâm trí, hình dung tưởng tượng là mình đã đạt được những cái điều đó rồi, mình vui vẻ, mình hạnh phúc như thế nào, sung sướng ra làm sao, đúng không ạ? Ví dụ như anh chị đặt mục tiêu là cái người khách hàng đó mua hàng, cái cuộc giao dịch đó thành công rồi, họ đưa tiền cho mình như nào, hoặc là họ chuyển khoản cho mình nhìn thấy cái số tiền đó, cái hình ảnh cái số tiền đó gửi cho mình như thế nào, ôi mình sung sướng, mình hạnh phúc ra làm sao, đúng không ạ? Nhắm mắt lại hình dung tưởng tượng cái điều đó anh chị. Hoặc là ví dụ như mình hình dung ra cái hình ảnh là khách hàng xếp hàng dài chờ tôi phục vụ. Đó, hình dung ra cái hình ảnh đó mình phải nhanh nhảu như thế nào, mình phải mình đếm tiền như nào, đúng không ạ? Đó, hoặc là khách hàng họ xếp hàng dài, cái hình ảnh xếp hàng dài như thế nào thì anh chị hãy hình dung ra cái hình ảnh đó, đưa nó vào bên trong tâm trí của mình. Để tiềm thức biết là tôi thích cái điều đó, tôi mệnh lệnh của tôi là tôi phải đạt được cái điều đó, và tiềm thức bắt đầu thì sau đó thì mình đi ngủ với cái niềm vui, giữ vững cái cảm xúc sung sướng hạnh phúc đó, đúng không ạ? Đi ngủ trong hân hoan, đi ngủ trong hân hoan các anh chị đó, đi ngủ trong hân hoan, và chúng ta giữ cái cảm xúc đó vui mừng hạnh phúc khi chúng ta đã hoàn thành tất cả những cái điều chúng ta muốn vào ngày mai, có nghĩa là ngày mai nó đã diễn ra xong rồi, ở bên trong tâm trí của mình rồi, và các anh chị đi ngủ thì cái ngày hôm sau anh chị thấy được là tất cả những cái việc anh chị làm anh chị đều ứng dụng cái buổi tối như thế. Sau đó thì ứng dụng trong bất kỳ để mỗi lúc các anh chị làm, anh chị đều ứng dụng bốn cái bước đầu tiên, công thức đầu tiên mà người hướng dẫn cái ngày số 1 đấy, bốn bước để đạt được mọi việc, làm bất kỳ việc gì anh chị cũng ứng dụng bốn cái bước đó cho mình, thì anh chị sẽ thấy được là cái kết quả vi diệu nó xảy ra, anh chị sẽ nhìn thấy nó đó, anh chị sẽ nhìn thấy nó, nhìn thấy cái thành công nó cực kỳ là tuyệt vời, đúng không ạ? Thì đó là cái bước đặt hàng vũ trụ, đó là xong xong thì chúng ta đi ngủ với chị, đúng không ạ? Là kết thúc một ngày. Thì Nguyệt cùng với nhóm học tập của mình đã liên tục thực hiện cái điều này trong vòng 2 năm, và đã
thu hút được rất là nhiều những cái điều, những cái phép màu đúng không ạ, đạt được rất là nhiều những cái mục tiêu đó. Và khi chúng ta hoàn thành mục tiêu ngày thì tất nhiên là hoàn thành mục tiêu tuần, và khi hoàn thành mục tiêu tuần thì chúng ta hoàn thành mục tiêu tháng đó, và khi hoàn thành mục tiêu tháng thì cái mục tiêu năm nó cũng hoàn thành, được không ạ? Thì đó là cái bí kíp ngày hôm nay anh chị có thể là áp dụng nó luôn, tại vì nhiều anh chị nói rằng là thấy chia sẻ thiết kế những cái mục tiêu năm, mục tiêu tháng như vậy nhưng mà mỗi ngày chả biết làm gì, thì đây từng bước một người chỉ cho anh chị việc cần làm từng ngày. Ok không anh chị? Rồi, đó là cái kiến thức buổi trưa ngày hôm nay mình muốn chia sẻ với tất cả các anh chị. Quan trọng là chúng ta hãy nghe chia sẻ vậy thôi, đúng không ạ? Nhưng mà chúng ta phải ứng dụng chúng ta mới tin. Chúng ta phải ứng dụng thì chúng ta mới tin, nó mới có kết quả. Kết có kết quả chúng ta mới tin, tin thì chúng ta tin cái điều gì thì chúng ta sẽ có được cái điều đó. Đúng không ạ? Mấu chốt ở đây là ứng dụng. Mấu chốt ở đây là việc chúng ta ứng dụng. Ứng dụng thì chúng ta mới có được kết quả. Và cứ hãy tin đi, đúng không ạ? Cho phép mình một lần tin. Không tin thì chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Nhưng mà lỡ tin lỡ giàu thì sao? Lỡ tin lỡ đạt được mục tiêu thì sao? Lỡ tin lỡ đạt được ước mơ thì sao? Đúng không ạ? Nên là hãy cho phép mình một lần tin anh chị nhé. Bằng cái câu nói này thì mình cũng đã cho phép mình tin, và bây giờ mình cũng đã có được cái cuộc sống mà như mình mong muốn, cái con người mà mình muốn trưởng thành, là mình đã chinh phục từng những cái nấc thang mục tiêu của mình. Tuyệt vời hay rất tuyệt vời ạ. Ok, rất là cảm ơn tất cả các anh chị đã dành thời gian theo dõi livestream của mình ngày hôm nay. Mỗi ngày một chút những cái bí kíp ứng dụng thực tế, Việt học được từ người thầy của mình trong môi trường câu lạc bộ chạm tay hóa bài. Nếu như anh chị nào mà mong muốn mình cũng có được một môi trường để giúp cho các anh chị rèn rèn luyện những cái thói quen của người thành công, học tập được những cái tư duy, những cái kiến thức của những người thành công để chúng ta trở thành những con người mà chúng ta muốn trở thành, thì anh chị hãy join vào nhóm học tập cùng với Nguyệt để được học trực tiếp từ người thầy thành công của Nguyệt, đúng không ạ? Và Nguyệt cũng sẽ hỗ trợ cho những các anh chị những cái kinh nghiệm mà Nguyệt đã ứng dụng và đạt được thành công theo đúng những công thức đó, được không anh chị? Rồi, cảm ơn tất cả các anh chị và hẹn gặp lại các anh chị vào 12 giờ ngày mai. Xin chào và hẹn gặp lại.